Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa của Game Bóng Đá TV. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Ronaldo vật đối thủ trong trận thua của MU. Ten Hag chỉ trích truyền cho Ronaldo là ngu ngốc. Messi đồng ý ở lại Paris Saint-Germain với một điều kiện. Huấn luyện viên Klopp ca ngợi Salah giỏi hơn cả Messi. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Trong trận thua 1-3 của MU trước Aston Villa tối qua, Ronaldo đã không thể ghi bàn hay kiến tạo trong ngày được đeo băng đội trưởng. Tệ hơn, anh còn để lại trước ống kính máy quay một hành vi không đẹp. Cụ thể ở phút 60, Ronaldo và hậu vệ Tyrone Mings có pha xô xát trong vòng cấm căng thẳng tới mức vật nhau ra sân. Cầu thủ hai bên sau đó đã phải can thiệp để mọi chuyện không đi quá xa. Trọng tài sau đó đã phạt Ronaldo và Mings mỗi người một thẻ vàng. Quỷ đỏ có màn trình diễn mờ nhạt, thiếu sức sống, tuyến phòng ngự của họ thiếu đi sự chắc chắn với những sai lầm và bị trừng phạt bởi sự lạnh lùng của Villa. Trong khi đó ở khâu tấn công, họ tỏ ra bế tắc, thiếu sáng tạo khi vắng Bruno Fernandes. Có rất nhiều tình huống Manchester tức tỏ ra vội vàng trong tấn công. Họ liên tục đưa bóng vào vòng cấm với hy vọng Cristiano Ronaldo có thể tỏa sáng, nhưng Ronaldo đã không bùng nổ như trước nữa. Điều này cũng diễn ra trong trận đấu với Real Sociedad. Phóng viên Carl Anka của The Atlantic đã hỏi huấn luyện viên Ten Hag sau trận đấu rằng liệu số quả tạt mà MU cố gắng trong hiệp 1 có phải là một cách tiếp cận có chủ đích cho Ronaldo ghi bàn hay không? Và nhận được câu trả lời, không, điều đó thật ngu ngốc. Vị chiến lược gia người Hà Lan cũng nói thêm về sự thất vọng của mình khi các học trò cứ lao vào băng ngang mà không chờ đợi thời điểm thích hợp. Sau trận, huấn luyện viên Erik ten Hag đã đổ lỗi cho các học trò vì lùi quá xa trong tình huống sút phạt của Lucas Digne, khiến cầu thủ này ghi bàn vào lưới của MU. Ten Hag tuyên bố, tôi nghĩ cú sút phạt của Lucas không thể cản phá được bởi vì hàng rào lùi về quá xa. Được rồi, đây chỉ là những tiểu tiết, nhưng những tiểu tiết có thể tạo nên khác biệt trong một trận cầu đỉnh cao. Khi nhập cuộc, bạn phải có một thái độ đúng đắn và tôi nghĩ đó là một trong những tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi đã thực sự vững vàng và sẵn sàng cho mọi trận đấu, nhưng hôm nay chúng tôi đã không như vậy. Dù Paris Saint-Germain mới giành thắng lợi 2-1 trước Lorient, nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn vào Mbappe khi tiền đạo này bị thay ra ở phút 85. Anh sau đó đi thẳng vào đường hầm, dẫn đến những nghi vấn về chấn thương ngay trước thềm World Cup. Tuy nhiên, huấn luyện viên Galtier sau đó đã trấn an người hâm mộ về tình trạng của Mbappe. Không có gì nghiêm trọng, Mbappe đã chơi nỗ lực, cô ấy mệt mỏi và đã xin được rời đi. Tốt hơn hết là như thế, thay vì ở lại sân thêm một cách mạo hiểm. Messi hiện chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng với Paris Saint-Germain và đội bóng nước Pháp đang tìm mọi cách để giữ chân siêu sao người Argentina ở lại. Tuy nhiên, theo tờ Al Nacional đưa tin mới đây thì tiền đạo 35 tuổi đã có quyết định của riêng mình. Cụ thể, Messi sẽ chỉ ở lại Paris Saint-Germain nếu như anh không thể vô địch World Cup năm 2022 vào cuối năm nay. Thậm chí, cựu sao Barca sẽ còn tiếp tục thi đấu đỉnh cao để chờ đợi tham dự kỳ đại hội bóng đá tiếp theo vào năm 2026. Thế nhưng, nên nhớ rằng Messi sẽ đến Qatar cùng đội tuyển Argentina vào vài ngày tới với quyết tâm cực kỳ cao độ. Mục tiêu số 1 của ngôi sao sinh năm 1987 chắc chắn sẽ là đoạt về cho mình chiếc cúp mà anh đã lỡ hẹn vào năm 2014. Và trong trường hợp kịch bản này xảy ra, Paris Saint-Germain chắc chắn sẽ không vui chút nào. Lý do là bởi nếu thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình, Lionel Messi sẽ rời sân vận động Công viên Quốc Hoàng Tử. Điểm đến tiếp theo của cựu cầu thủ Barca sẽ là Inter Miami, đội bóng đang khiến truyền thông sốt sắng với thông báo sắp hoàn tất ký hợp đồng với Messi trong thời gian vừa qua. Hiện tại, ngôi sao người Nam Mỹ được cho là đã gặp chấn thương nhẹ. Trong trận đấu gần nhất, Paris Saint-Germain cũng đã phải rất chật vật để đánh bại ngựa ô của Ligue 1 mùa này là Lorient với tỷ số 2-1 mà không có sự phục vụ của tiền đạo 35 tuổi. Tuy nhiên, chấn thương này gần như không ảnh hưởng gì tới việc Messi sẽ tham dự World Cup năm 2022. Thậm chí, nhiều nguồn tin nội bộ còn tiết lộ rằng Mbunga giả vờ chấn thương nhằm giữ sức cho vòng chung kết kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở Qatar trong vòng 2 tuần nữa. Về phần đội tuyển Argentina, họ sẽ đá trận ra quân World Cup năm 2022 với Ả Rập Xê Út vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 11 tới đây. Mục tiêu của Argentina chắc chắn sẽ là cùng với Messi đem chiếc cúp vàng về xứ sở Tango. Klopp chia sẻ sau trận thắng của Liverpool trước Tottenham, kể cả khi khởi đầu chậm chạp, Salah vẫn có mặt ở nhiều cơ hội ghi bàn hàng đầu châu Âu. Mọi người sau cùng rồi cũng sẽ biết. Khi nhìn lại sự nghiệp của Salah trong 5 hay 6 năm nữa, mọi người sẽ nhớ về một trong những tiền đạo tốt nhất mà họ từng thấy bởi vì những thống kê của cậu ấy thực sự điên rồ. Điều làm tôi hài lòng nhất là Salah ghi 2 bàn thắng nhưng cậu ấy vẫn chơi như một cầu thủ vì đội bóng. Tôi không ngạc nhiên vì điều đó, nhưng nó rất quan trọng. Đúng như lời Klopp nói, những thống kê chỉ ra Salah hiện đang tạm vượt qua bộ 3 tấn công của Paris Saint-Germain là Messi, Neymar và Mbappe để trở thành cầu thủ tham gia nhiều bàn thắng nhất châu Âu. Dù cho phong độ của tiền đạo người Ai Cập bị ảnh hưởng phần nào bởi sự đi xuống của cả tập thể Liverpool. Tuy nhiên, hoàn toàn không thể phủ nhận đẳng cấp và tầm quan trọng của anh trong những trận đấu.
tiền đạo Aubameyang đã được xếp đá chính trong trận đấu gặp đội bóng của Arsenal. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ như anh mong đợi. Ngôi sao người Gabon chỉ chạm bóng đúng 8 lần rồi bị thay ra ở phút 64. Arsenal là đội có thành tích phòng ngự tốt thứ hai tại giải đấu năm nay. Cũng không có gì bất ngờ khi Aubameyang đã gặp phải khó khăn trước cặp trung vệ Gabriel và William Saliba của pháo thủ. Trong tuần này, Aubameyang và Chelsea sẽ phải đối đầu với Man City ở EFL Cup trước khi đến trận đấu cuối cùng trước World Cup gặp Newcastle ở Premier League. Người hâm mộ đang hy vọng Aubameyang có thể cải thiện hiệu suất của mình. Hy vọng dự World Cup của Son Heung-min đang bị đe dọa sau khi có thông tin nói rằng anh phải phẫu thuật mắt sau vụ va chạm trong trận đấu với Marseille hồi giữa tuần trước. Chấn thương này đã khiến cho Son vắng mặt trong trận thua 1-2 của Tottenham trước Liverpool tối qua. Nhưng huấn luyện viên Antonio Conte tự tin rằng tiền đạo này sẽ sớm trở lại. Tôi đã gửi một tin nhắn cho Sonny sau cuộc phẫu thuật. Sonny thực sự thất vọng với tình hình hiện tại, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ bình phục và chơi ở World Cup. Từng là một cầu thủ, tôi biết World Cup quan trọng như thế nào, Conte chia sẻ. Cậu ấy nhớ chúng tôi tự tin rằng Sonny sẽ sớm trở lại và chơi ở World Cup. Hiện cậu ấy không phải nằm viện và đã về nhà. Đừng quên vào lúc 18 giờ tối nay sẽ là lễ bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 với ba nguyên tắc cơ bản là các đội cùng bảng, cùng nhóm hạt giống và cùng quốc gia sẽ không gặp nhau, thì rất có khả năng hai đội vào chung kết mùa trước. Real Madrid và Liverpool hoàn toàn có thể gặp nhau vòng 1/8. Tương tự, Bayern Munich có thể so tài với Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội. Hãy cùng nín thở cùng chúng tôi để chờ đón đại chiến nhé. Bản tin bóng đá ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.